Chào tất cả các anh em, nơi mình có sang bên ký túc xá của các anh em trong cùng công ty, nhờ anh em cắt cho mái tóc. Thì nhân tiện cũng đã gần 1 năm anh em sang Nhật, thì mình nhân tiện mình sẽ làm cái video này cho anh em cùng xem là đi sang Nhật này thì bao nhiêu lâu thì anh em sẽ trả hết được cái tiền nợ đi sang Nhật, phí các tiền lặt vặt khác. Thì tất nhiên là cái này thì mình sẽ không không làm đối với bản thân mình được, vì bản thân mình là đi sang bên này thì mình đã không phải mất tiền, may mắn hơn tất cả anh em khác một chút là mình không mất tiền. Ba anh em kỹ sư thì không mất tiền, công ty đã thỏa hết các cả chi phí làm thủ tục, thời gian học hành và cái trợ cấp hàng tháng thì công ty vẫn có cho anh em, trong đó anh em học tiếng từ tháng 7 đến tháng 11, tháng 12 là đi. Thì vị trí là được 4 4 tháng không được trợ cấp, thì mỗi tháng 3 triệu, 4 tháng 12 triệu. Và cái tiền lệ phí tất cả thì công ty đã đài thỏa hết và trả hết cho bên công ty đại diện ở Việt Nam. Chứ bọn mình công ty lại thì không thu phí của người lao động đi sang Nhật. Thế nên mình sẽ làm cái video của các anh em trong công ty mình, các anh em thực tập trên công ty mình, và xem là mấy mấy tháng thì anh em mới trả được hết nợ. Thì như con mình, như tính như lương của mình đi nữa, thì mỗi tháng mình con mình chỉ dư được khoảng tầm hơn 25 triệu với bản thân mình, chưa kể ăn uống nha các bạn. Vì thời gian gần đây là việc rất là ít, hôm nay là thứ bảy thì mình vẫn phải là lịch làm, nhưng tuy nhiên thì không có việc và phải cắt phép để mà nghỉ. Đấy là ba cái 2 tuần, 2 thứ bảy gần đây nhất thì nghĩa là tuần trước mình được nghỉ này, tuần trước nữa là làm thứ bảy thì tuần đấy cũng phải cắt phép, tuần này cũng phải cắt phép để mà nghỉ vì việc rất ít, cuối năm thì rất ít việc. Và như vậy là đầu năm giờ mình mất 3 ngày phép để cắt phép, không có việc rồi. Thì nên là cái mức lương nó cũng không cao, 25, khoảng tầm hơn 25 triệu tiền, 25 đến 27 triệu gì đấy, thì chưa phải ăn uống còn tầm hơn chưa đầy 20 triệu thôi. Thì đối với một thực tập sinh bình thường đi mất con mình khoảng tầm 130 140 cho đến 160 gì đấy tiền phí, chưa kể các cái ăn uống rồi đi lại trong quá trình đi học rồi được sắm sửa đồ đạc trước lúc đi sang Nhật, thì nó phải thêm tầm 30 triệu nữa là ít, thì nó tầm con mình là 160 triệu cho một người, 160 đến 170 triệu một người. Đấy, có thể người có nhiều người thì hơn, có người thì ít hơn, mình lấy con mình 160 triệu. Thì như vậy thì nếu mức đối với mức lương của mình thì rất tầm ít nhất là phải 8 đến 9 tháng thì mình trả được hết cái phí đấy. Nếu là mình đi mất phí tầm tiền như thế thì mình cũng phải mất tầm gần 1 năm mình mới trả được hết nợ, thì cũng rất là lâu mới hết được cái nợ đấy. Thì bây giờ mình sẽ hỏi một bạn thực tập sinh trong công ty, và các bạn ấy thì bao nhiêu lâu, thì bạn ấy mỗi tháng công bình được bao nhiêu tiền, để các bạn thì một cách nhìn nó trực quan, và bao nhiêu lâu thì mình trả hết được cái tiền nợ đi sang đây. Được, cái đây là anh Tú trong công ty mình, anh này là cũng là sang đây nhận thực tập sinh, thì cũng đã sang đây một thời gian, cũng nhận lương được một thời gian rồi. Thì anh sẽ nói chuyện cho các bạn hình dung rõ hơn về việc lương thực tập sinh là bao nhiêu, thì dư được bao nhiêu và gửi về bao nhiêu, thì khoảng tầm bao nhiêu lâu thì mới hết tiền. Thì Tú cho anh em biết là cái sang đây được nhận được mấy lần lương, và quân bình thì mỗi tháng lương thì sau khi mình trừ các thuế bảo hiểm các thứ còn khoảng bao nhiêu tiền thì mình sẽ gửi về được ở Việt Nam được bao nhiêu tiền. Chào anh em nhé. Sang đây được thì là 3 tháng, 3 tháng lương lương. Thì bình ra 1 tháng thì là 10 man. Nhưng mà trừ ăn tiêu rồi ấy, chắc còn khoảng độ 6 man. Tính tính như vậy nha, để là khoảng 12 triệu 1 tháng. Thế ra để lương như vậy là quá thấp. Thì có phải là được làm thêm nhiều ấy thì mọi người mới tăng được nhiều, được lương cao được. Không thì gọi là hơi Việt Nam tí thôi. Cũng là khoan thua. Trước đi sang đây là mất bao tiền nhỉ? Mình sang đây thì nếu mà tổng chi phí nó không phải còn cả ăn uống hay cả linh tinh ấy, nó còn 190 rồi. Trăm chín đây, tiền 190 tiền tiền phí đi theo hợp đồng là chi phí một đi là mất trăm 165 triệu cả tiền ăn uống, tiền ăn uống trong quá trình học luôn, cả tiền học luôn. gồm gồm phí, gồm tiền học, gồm tiền ăn.
đấy, phí ăn học Ừ. tất cả, Còn còn chi phí đi tiêu đi tinh ở ngoài nữa thì là thêm khoảng tổng có gần 190 triệu, tính như vậy ra là khoảng mất hơn năm mình mới trả lời hết nợ. đấy thì khoảng tầm con Bình mỗi tháng cứ cho con Bình tháng tháng nhiều bù tháng, như dạo này là 3 tháng này là hơi ít việc thì con Bình chỉ được như Tú nói khoảng tầm mỗi tháng hơn 12 triệu tiền dư về Việt Nam các bạn, rất là thấp. Còn mình lấy tháng ít bù tháng nhiều và tháng giữa năm nhiều việc đấy, bù tháng nhiều thì con Bình mỗi tháng sẽ được khoảng tầm dư 15 triệu chẳng hạn, sau khi ăn uống thoải mái rồi thì còn dư 15 triệu một tháng. Thì vị chi là đối với 190 triệu thì nó cũng phải tầm 10 tháng là mới được có 150 triệu. Như vậy là khoảng 2 tháng nữa, 3 tháng nữa. Thế thì phải 1 năm, là hơn 1 năm. Hơn 1 năm hết hết được nợ nhỉ. Nếu mà cứ đều của nước tầm khoảng trăm lương lương đều ấy khoảng 15 triệu một tháng ấy thì tầm khoảng hơn 5 tí là hết được nợ. Thế thì cũng hơi bị lâu nhỉ. Nói chung nhiều cái đơn hàng thì anh em cũng 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 rất là may gặp công ty nhiều việc thì được tăng ca nhiều thì cũng nhanh hết vốn. Nếu mà như đợt tháng 8 mà các tháng 6 tháng 7 tháng 8 anh em đi trước mà làm nhiều thì mỗi tháng con Bình được dư khoảng tầm 30 triệu gửi về thì như thế thì nó mới nhanh, khoảng tầm 6 tháng 7 tháng là có thể trả được hết cái tiền đi. Mà tuy nhiên đối với những thời điểm như hiện tại mà làm việc theo cái mức độ làm việc như này, tăng ca không có hoàn toàn là không như này, thứ bảy còn phải cắt phép như thế này đi nữa thì vì thực tập sinh thì là trả lương theo cái lương giờ Nhưng theo vùng rồi. trong vùng này, lương vùng này là vùng Niata này thì lương cũng thấp, 950 yên giờ sao nhỉ, 850 là bao giờ? tám trăm năm yên à, Nó là 850. tám trăm đồng tám trăm năm yên à, 850. ủa sao nhỉ, hợp đồng 850 một giờ mà thứ bảy này còn cắt phép, có nghĩa là phải mất đi 8 tiếng làm. 8 tiếng làm thì đã mất gần một man rồi đấy, thì vị trí là nếu mà cứ tháng một cắt đi một ngày này thì là càng càng thu nhập càng ít hơn. Không biết là nếu mà tình trạng như này chắc là phải một năm mới hết được nợ thật. Còn mà nếu mà đều đều nhiều việc thì hy vọng là bây giờ là đến tháng 11 rồi, sang gần sắp sang tháng 12, nay là ngày 16 rồi, tính 16 tính lương tính theo tính công ngày tháng tính 12 tháng thôi. tháng tính tháng mới rồi. Ừ, tháng 12 thì nếu mà suôn sẻ hết tháng 12 này sang tháng 1 thì nó có nhiều việc hơn cho anh em làm, thì mỗi tháng hy vọng dư vài chục triệu, vài 25 triệu thì rút ngắn cái thời gian mà trả tiền lệ phí đi cho anh em thì được, chứ còn nếu một cái tình trạng như này thì hơi vất vả. Ở nhà thì cũng mong là anh em sang đây, tất nhiên là cũng mong là làm việc cũng phải đảm bảo sức khỏe này, tuy nhiên thì cũng phải mong muốn là có thu nhập, có tiền gửi về Việt Nam cho gia đình. Mà cái tình trạng như này thì cũng hơi 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 buồn, nó thật là hơi buồn. Dù mình mất công sang đi ra nước ngoài rồi kiếm được tiền rồi nhưng mà lương thấp quá mình cũng không bó là công sang Mất công mất đúng không? công. Làm này thì đúng hơn ở Việt Nam một chút. Đấy thì tóm lại là hôm nay thì muốn nói cho các bạn biết một chút là đối với mức lương mà của lương kỹ sư mà không làm thêm thì mình nghĩ là cũng phải tầm 9 tháng, 8 tới 9 tháng mới trả được cái tiền 8 tháng. Mình có thể con Bình 8 tháng đi, 1 tháng 20 triệu, tháng bù ít bù tháng nhiều. 20 triệu thì đó cũng tầm 8 tháng mới được tầm 160 triệu thì mới trả được cái tiền đi. Còn đối với thực tập sinh như anh Tú anh vừa mới chia sẻ ở đây thì nếu tình trạng làm không có làm thêm như này mà còn cắt phép như này để nghỉ ngày thường nghỉ ngày làm này thì chắc là cũng phải hơn 5 năm. Năm Ừ, hơn năm năm thì mình cứ cho con Bình là bo là 1 năm đi thì hên xui thì 1 năm, ít thì được ít thì mất mà ăn nhiều thì được, thì ví dụ là mình đi 3 năm, 3 năm mất 1 năm để trả nợ thì còn 2 năm còn lại, hy vọng là 2 năm sau lương nó tăng lên một chút rồi việc nó nhiều hơn một chút thì con Bình là mỗi năm để được khoảng bao tiền nhỉ? nếu mà cứ đều đều việc mà tăng ca đều ấy hay là trung bình nhật tính tiền giải ra tháng chắc gần 20 triệu thôi. 50 triệu thì năm mình cho 250 triệu đi. Ít bù nhiều Đương được, nhiều được bù mất thì 200 năm hoặc là 250 triệu là may mắn, còn không thì không được. Mà 1 năm nó mất 3 tháng lại rồi, tháng 4 tháng 8 tháng 12 là 3 tháng nghỉ dài rồi, thế nên không được đâu. Còn mình 200 triệu 200 thôi, nó khách quan không, anh em bảo là ấy thì 200 không triệu thì 2 năm còn lại được 400. không tùy theo công việc nữa đấy, mình theo dự kiến như thế, còn ít ông biết đâu mà sang năm có nhiều việc thì nó còn khác. Nếu ít việc đi thế này chắc không được, có khi may mắn được 300, có khi là hơn 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 200 tí.
Chưa kể ăn thì tiêu. trung bình nếu mà đi 3 năm như vậy thì được khoảng tầm 400 để ra. Xuân sẻ thì 400, Ừ, không xuân xuân sẻ thì được sẻ không 400, được. cứ tèn tèn thì được 400, nếu mà làm đều đều thì được 400, làm nhiều thì hơn. Còn như vậy thì được 3 năm đi mà cũng không 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 được mấy. Nên các bạn biết được là so với tuyển dụng người ta đăng từ đầu 3 năm này các bạn được 6 700 hay là 8 900 thì đấy là con số mà khách quan cho các bạn có thể hình dung được Đi là cướp là như thế ok, thôi. thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại với video Chào mọi khác. người nhé.